BREAKING News, máy bay trực thăng không người lái Electron 7 của tập đoàn UST trình diễn tại Hội nghị Thượng đỉnh Bắc Cực 2022. Áp lực từ phương Tây và nỗ lực cô lập Nga tạo cơ hội cho Moscow tập trung vào sự phát triển của nhà nước, bao gồm cả sự phát triển của khu vực Bắc Cực giàu tài nguyên. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Arctica 2022, đại diện của Sin Technology CGSC đã trình diễn một loại máy bay không người lái hạng nhẹ cho phép giải quyết nhiều vấn đề trong điều kiện băng vĩnh cửu. Hội nghị Thượng đỉnh Bắc Cực quốc tế, như những năm trước, đang được tổ chức tại hai thành phố. Một ngày trước khi nó bắt đầu ở Moscow và vào ngày 9 tháng 6 ở St. Petersburg. Tại các phiên họp toàn thể, các đại biểu tham gia diễn đàn đã nêu các vấn đề về thực hiện chính sách nhà nước mới của đất nước trong khu vực đến năm 2035, sự đại diện của Nga trong Hội đồng Bắc Cực, các nguy cơ gia tăng hoạt động quốc tế và tài nguyên thiên nhiên. Họ cũng thảo luận về bảo tồn đa dạng sinh học, các giải pháp kiến trúc và quy hoạch đô thị sáng tạo và nhiều nhiệm vụ khác. Diễn đàn trình bày các công nghệ, các nhà phát triển tự tin vào sự thành công của ứng dụng của họ ở các vùng Bắc Cực của đất nước. Đặc biệt, máy bay tự hành đa năng Electron 7 đã được trình diễn tại Hội nghị Thượng đỉnh. Sergey Litvino, phó giám đốc thứ nhất của Sin Technology CGSC, nói với phóng viên Politev về những ưu điểm của loại máy bay trực thăng. Kích thước của UAV cho phép vận chuyển nó trong ô tô chở khách. Electron 7 không cần sự tham gia tích cực của người điều khiển, có chế độ lái tự động dự phòng. Việc bảo trì máy bay không người lái đòi hỏi chi phí và nỗ lực tối thiểu. Ngoài ra, trong kho tính năng của nó còn có các chức năng đặc biệt cho các tình huống khẩn cấp và sự hiện diện của các tệp đính kèm cho các nhiệm vụ hẹp và chuyên biệt làm cho nó trở nên đa chức năng. Đây là một loại UAV trực thăng không người lái đáp ứng được nhiều mục tiêu khác nhau, giám sát, ghi video, giám sát biên giới, tìm kiếm tàu thuyền, khắc phục lỗi vi phạm, giao hàng dễ vỡ, hàng hóa yêu cầu giữ nhiệt độ cần thiết, hàng hóa nguy hiểm, đánh giá hậu quả của các trường hợp khẩn cấp và hơn thế nữa. Nó có thể được trang bị camera với ma trận hồng ngoại, với bộ chỉ định laser, cảm biến bức xạ đặc biệt, từ kế cụ thể phục vụ lợi ích của các công ty khai thác, v.v. Để thực hiện nhiệm vụ, chỉ cần đưa nó lên không trung, di chuột và giải quyết nó là xong, Litvino nói thêm. Ngoài ra, các chức năng của Electron 7 bao gồm thăm dò các loại đá có giá trị, mỏ mới, tìm kiếm động vật, giám sát đường dây điện và viễn thông. Máy bay tự hành đã được sử dụng thành công ở nhiệt độ 30 độ C ở vùng Viễn Bắc. Chúng tôi đã sử dụng nó vì lợi ích của Gazprom, Rosneft, họ vận chuyển các mẫu dầu từ những khu vực khó khăn. Có các nền tảng sản xuất dầu và khí đốt ở biển Kara. Các tảng băng trôi trong khu vực này có thể tạo ra một tình huống khó khăn, rất nguy hiểm khi tiếp cận chúng, đáy rất sâu và không xác định được. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.
mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.